Diệt Long đế chương 4.423, một mình ta chơi với các ngươi. Đại nhân vật của tử thần các ngươi đâu? Sau khi công tử Lan Đinh tộc đi đến, lạnh giọng nhìn vũ phệ nói. Thật cao giá a, à, các ngươi đây là muốn đàm phán sao? Một chút thành ý cũng không có, nửa nén hương còn chưa tới, chúng ta sẽ rời khỏi. Một nguyên lão lư tộc lạnh lùng nói. Tử thần các ngươi quá cao ngạo rồi. Lập tức gọi chủ sự các ngươi đi ra đi nếu không chúng ta lập tức rời khỏi vũ vệ thản nhiên nói chư vị an tâm đừng nóng giận đại nhân của chúng ta lập tức sẽ tới vù một luồng bạch quang lóng lánh một lão nhân râu trắng xuất hiện chúng võ giả cảm ứng vội vàng đứng dậy hành lễ cường giả sắp đại viên mãn bước đến tham kiến lợi đại nhân rất nhiều cường giả đều nhận thức đại nguyên lão này của hồn tộc lợi đại nhân thoạt nhìn thật hiền lành mặt mũi cũng hiền lành, cười tủm tỉm đáp lại mọi người, sau đó ngồi ở nơi vũ phệ an bài, ngồi vị trí đầu tiên bên trái. Vù Ngay lúc này, trong tòa thành xa xa, một thân ảnh bay vụt đến, nghênh ngang đi đến thiên phong lâu. Cầm đầu là lục ly, mặt cẩm bào màu đen, áo choàng này là tử thần đặc chế, mặt trên có văn biên màu vàng, còn có huy chương của tuần tra sử. Lục ly bay vào thiên phong lâu, võ giả tử thần quỳ một gối xuống, hành lễ tham kiếm lục tuần tra sử tuần tra sử võ giả ở đây chưa từng gặp chân dung của lục ly cho nên đều thật kinh nghi tử thần khi nào xuất hiện một tuần tra sử rồi ánh mắt lục ly nhìn đại nguyên lão hồng tộc hắn đi về trước không mình hành lễ trầm quát lục ly tham kiến lợi đại nhân ào ào trong lầu các vốn không có tiếng động gì dưới lầu và bốn phía tử lâu chợt trở nên ồn ào cái tên lục ly giống như có ma lực vô hình dẫn đến bốn phía sao động. Lục Ly Nguyên lão mười mấy tộc đang ngồi ở thiên phong lâu, trong mắt bọn họ đều hiện lên dị sắc, không ngờ tới tử thần lại xuất hiện một tuần tra sử, mà tuần tra sử này còn là Lục Ly. Thích khách đệ nhất thiên hạ, U Hoàng Một người trấn áp hai đại tộc, tuy trên người Lục Ly không có khí tức cường đại, cảm giác như là một đế cấp, nhưng tất cả võ giả trong thiên phong các cũng không dám kinh thường hắn, ngược lại cảm thấy áp lực vô hình khi thấy hắn, thậm chí nhóm thánh hoàng trong lầu các nhìn cảm giác áp lực lục ly mang đến còn lớn hơn đại nguyên hồn tộc sau khi lục ly hành lễ không có nhìn võ giả còn lại công tử lan đinh tộc đều bị hắn làm lơ hắn lập tức ngồi ở chủ vị ánh mắt như ưng như sói phi thường lợi hại hắn nhìn toàn trường ánh mắt cuối cùng dừng trên người lưu tộc hắn tập trung vào nguyên lão lưu tộc đầu tiên nói tộc ngươi muốn đàm phán thế nào bản tuần tra sử có thể đại diện tử thần toàn quyền đàm phán một nguyên lão lưu tộc cảm thấy khí thế bị lục ly ngăn chặn, tiết tấu toàn trường bị lục ly nắm trong tay, nội tâm hơi tức giận, hắn đứng dậy nói. Lục ly, võ giả tử thần các ngươi giết tộc vương chúng ta. Nguyên lão lưu tộc đằng đằng sát khí nói. Hoặc giao ra hung thủ, hoặc bắt phản đồ của chúng ta, hoặc bồi thường chúng ta. Cũng hoặc là lưu tộc chúng ta khai chiến với tử thần các ngươi. Lục ly vung tay, một thị nữ dâng lên chén trà, lục ly uống từ từ toàn trường đều nhìn chăm chú hắn hắn lại hồn nhiên không để ý chờ sau khi uống xong rượu hắn mới sâu kín nói tử thần chúng ta làm gì các ngươi không phải không biết chúng ta chỉ nhận thiên thạch ai ra thiên thạch chúng ta giết người đó thủ phạm chạy rồi các ngươi tự mình không đuổi theo ngược lại đổ lên người chúng ta nếu các ngươi muốn bắt thủ phạm các ngươi trả thiên thạch mua nhiệm vụ là được rồi chúng ta không nhận chúng ta làm sai cái gì cho nên việc bồi thường là gì? Về phần khai chiến. Lục Ly tạm dừng, ánh mắt lợi hại đột nhiên quét về phía nguyên lão lưu tộc, hắn nói. Nếu các ngươi muốn chiến, vậy không cần chiến với tử thần, một mình Lục Ly ta có thể chơi với lưu tộc các ngươi. Nếu không, chúng ta trước khai chiến chơi thử, các ngươi giết chết được ta rồi hãy khai chiến với tử thần. Lời nói của Lục Ly phong kinh vân đạm, giống như không phải đại biểu tử thần đàm phán mà đang nói chuyện phím giữa hai lão hữu. Nhưng Lục Ly vừa nói xong, Thiên Phong Lâu đột nhiên an tĩnh, tử lâu trà lâu gần Thiên Phong Lâu cũng thất thanh, gần đó hiện ra yên tĩnh quỷ dị. Đây là tuần tra sử tử thần đại biểu tử thần đến đàm phán sao. Đây càng giống như đơn phương tuyên chiến, hơn nửa phân lượng tuyên chiến 10 phần, giống như còn đáng sợ hơn tử thần tuyên chiến. Bởi vì lúc trước Lục Ly một mình tuyên chiến đại tộc, sau đó đại chiến này vô cùng thê thảm, chết rất nhiều thánh hoàng, tổn thất thảm trọng không nói, cuối cùng còn phải cúi đầu đầu hàng. Quan trọng nhất là lần này Lục Ly cũng nói một mình chơi với lưu tộc, nếu khai chiến với tử thần còn tốt, dù sao tử thần có rất nhiều địa bàn cố định có thể công kích. Nếu một mình Lục Ly, một khi tìm ẩn, đi nơi quỷ quái nào tìm hắn? Trừ phi hiện tại có thể giết chết hắn. Vấn đề là cường giả sắp đại viên mãn của lưu tộc không đến, lang đinh tộc cũng không đến, trừ phi để đại nguyên lão hồn tộc động thủ. Đại nguyên lão hồn tộc sẽ ra tay sao? Hiển nhiên là không khả năng, Hồng tộc tương đối hòa bình, rất ít xảy ra xung đột với đại tộc, càng đừng nói động thủ với Tử thần không thù không hận. Vũ vệ hơi phiền muộn, Vũ Dương cũng cạn lời, tuy trong lòng thật thích, nhưng Lục Ly xử lý vấn đề không được a, à, động bất động liền khai chiến. Nếu Tử thần thật sự muốn khai chiến, vậy cũng không cần Lục Ly đến đây, trực tiếp phát thông cáo khai chiến là được rồi. Đây là lựa chọn của Tử thần các ngươi sao? Trong mắt Nguyên lão Lư tộc lạnh như băng tuyết, trên người hắn không áp chế được lửa giận nhìn chằm chằm lục ly nói nếu tử thần các ngươi muốn chiến nếu đã xác định vậy không cần đàm phán nữa lỗ tai ngươi biết sao ánh mắt lục ly như đau quét qua quát lạnh nói ta đại biểu cho bản thân ta thôi nếu các ngươi không muốn đàm phán ta sẽ chơi với các ngươi đi lục ly vung tay lên lập tức đi ra ngoài đi đến cửa quay đầu nói cho các ngươi hai lựa chọn hoặc là 10 ngày sau ta tuyên chiến với lưu tộc các ngươi, hoặc là 10 ngày sau các ngươi phái nguyên lão đến phân đà chúng ta, mang đủ thiên thạch, chúng ta sẽ nói đến chuyện bắt thủ phạm. Lục ly ta không sợ uy hiếp gì, cũng không nhận uy hiếp gì, tử thần cũng như vậy. Lục ly bỏ đi, bọn vũ dương lập tức đuổi theo, vũ vệ nhìn thấy cục diện biến thành như vậy, buồn bã rời đi theo đại đội. Chờ võ giả tử thần toàn bộ rời đi, nguyên lão lưu tộc nhất thời giận giữ vỗ bàn, đập nát cái bàn đi nguyên lão lưu tộc chấp tay với công tử lan đinh tộc toàn bộ nổi giận đùng đừng đi ra ngoài hiện tại bọn họ cũng không dám tỏ thái độ việc này khẳng định phải báo lên tộc đàn cũng phải xem ý tứ của lan đinh tộc công tử lan đinh tộc thật tức giận nhưng không biểu lộ trên mặt đại sự này không quyền lợi làm chủ hắn cũng âm trầm rời đi mọi nhân vật lớn đều đi rồi quần chúng còn lại đều cáo từ đại nguyên lão hồn tộc khe khẽ thở dài biến mất trong lầu cát giờ sau khi toàn bộ cường giả rời khỏi, bốn phía náo nhiệt lên. Toàn bộ mọi người đều cảm khái không thôi, trọng điểm nghị luận đều về lục ly, cũng đoán thử 10 ngày sau lưu tộc sẽ có phản ứng gì. Bọn lục ly trở về tòa thành phân đà, bọn vũ vệ đều nhíu mày khổ sở, nhưng không nói gì. Lục ly là tuần tra tử, lần này hắn cũng có toàn quyền xử lý việc này. Bọn họ không thể chỉ trích việc làm của lục ly, chỉ có thể lặng yên báo cáo việc này nhưng điểm này lục ly vẫn làm tốt lắm hắn nói phải tuyên chiến cũng là cá nhân tuyên chiến không đại biểu tử thần cho nên cho dù thật sự khai chiến cũng tạm thời không để tử thần gặp phiền phức tử thần là một tổ chức sát thủ nói đến cùng là mở cửa buôn bán nếu đã là việc buôn bán vậy chuyện không lợi ích tự nhiên không làm khai chiến với lưu tộc lan đinh tộc đối với tử thần có chỗ tốt gì không có ưu đãi gì ngược lại sẽ làm tử thần tổn thất thảm trọng vẻ mặt đau khổ cái gì lục ly ngồi bình thản cười tủm tỉm nói yên tâm đi mười ngày sau lưu tộc sẽ đưa thiên thạch đến các ngươi có thể an bài nhân thủ truy tung nguyên lão kia của lưu tộc vũ dương và vũ vệ liếc nhìn nhau hai người đều hơi kinh ngạc vũ dương nói lục ly ngươi khẳng định như vậy lỡ như lưu tộc khai chiến thì sao khai chiến là quan hệ giữa ta và lưu tộc không có quan hệ với tử thần các ngươi lo lắng cái gì Lục Ly cười nhạt nói. Thời gian trước ta mới chiến với hồng tộc hổ tộc, lưu tộc lan đinh tộc này có gì đáng sợ? Không phải có hơn mấy cường giả sắp đại viên mãn thôi sao? Chuyện lần này, lan đinh tộc chỉ là muốn khoe khoang năng lực của mình, bọn họ không chịu nổi cái giá khai chiến với ta. Được rồi, ta lui trước đây, nơi này quá không an toàn, 10 ngày này, ta đoán cường giả sắp đại viên mãn sẽ có thể mạo hiểm động thủ với ta. Chỉ cần giết không chết ta, bọn họ nhất định mang thiên thạch ngoan ngoãn cầu chúng ta hỗ trợ tìm kiếm. Vũ Dương muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói được gì. Lục Ly đứng lên, nghênh ngang đi ra ngoài. Hắn nói sau 10 ngày trò chuyện với nhau là vì tạo cơ hội cho lưu tộc. Một cơ hội giết chết hắn. Nếu lưu tộc không giết chết hắn, vậy ngoan ngoãn giao ra thiên thạch nhận thua. Lục Ly đi ra phân đà của tử thần, lập tức có vô số thần niệm quét qua, tập trung vào hắn. Lục Ly không thèm để ý, nên ngang đi ra ngoài thành. Hành động khác thường của Lục Ly khiến vô số võ giả chú ý, Lục Ly đang làm cái gì? Ra khỏi thành sao? Đây là cố ý dẫn dụ cường giả lưu tộc hay lan đinh tộc ám sát hắn sao? Sau khi Lục Ly đi ra khỏi thành trì, quay đầu liếc qua thành trì, cười nhạt, thân mình biến mất tại chỗ. Hành động này của Lục Ly khiến hai mắt cường giả lan đinh tộc và lưu tộc đang xem bốc hỏa, Lục Ly đây là khiêu khích trắng trợn. Lục Ly âm thầm truyền lại ý tứ, 10 ngày này là thời gian cho bọn lưu tộc và lan đinh tộc cơ hội. Nếu 10 ngày không giết chết được Lục Ly, vậy ngoan ngoãn mang thiên thạch đến phân đà. Lục Ly khiêu khích rõ ràng như thế, chọc giận lưu tộc và lan đinh tộc. Nguyên lão lưu tộc và lan đinh tộc truyền tin trở về, bên kia đáp lại rất nhanh. Hai tộc đều phái ra rất nhiều cường giả truyền tống đến hồn thành. Hai ngày sau, lưu tộc đi đến một cường giả sắp đại viên mãn, mang theo 30 thánh hoàng. Lan Đinh tộc đồng dạng đến một cường giả cấp bậc này, Thánh Hoàng đến đây 30 người. 62 cường giả lặng lẽ ra khỏi thành, tìm hành đi phía nam, đi tìm kiếm hành tung của Lục Ly. Trước Lang Đinh tộc phái thám báo truy tung, hành tung Lục Ly lần này giống như phi thường dễ tra xét, đã bị tập trung trong một phía nam tòa thành trăm vạn lý, hơn nữa Lục Ly còn hiển lộ ra hành tung. 62 cường giả bi mật đi ra ngoài tòa thành, thám báo truyền báo Lục Ly ngay trong thành, giờ đây còn đang nhàn nhã uống trà, giống như chờ cường giả lưu tộc và lan đinh tộc đến đây. Lục ly ở trong thành nhỏ, vậy không dễ động thủ. Nếu động thủ trong thành, vậy sẽ đắc tội hồn tộc. Ngay lúc này, đám cường giả hơi rối rắm, lục ly chợt rời thành, nghênh ngang đi đến cửa thành phía tây, sau đó trực tiếp biến thân, tốc độ đạt cực hạn, hóa thành lợi kiếm bay đi. Tốc độ lục ly tương đối đột ngột, tốc độ đạt cực hạn, cho nên đám cường giả nháy mắt mất tung tích của lục ly sát khí trong mắt cường giả chợt lóe lập tức điên cuồng truy tung phương hướng lục ly rời đi cơ hội lục ly cho tốt như vậy nếu bọn họ còn không bắt lấy vậy đều là kẻ ngốc 62 cường giả chạy vội đi bởi vì thực lực những cường giả này có mạnh có yếu tốc độ tự nhiên có nhanh có chậm cho nên rất nhanh bị kéo thành hàng dài khi đuổi ra hơn 10.000 dặm hai cường giả sắp đại viên mãn trước mặt nhất đột nhiên cảm ứng không gian dao động nhưng không gian dao động đến từ hai phương hướng bọn họ liếc nhau đuổi theo mỗi phương hướng nhưng khi bọn họ đuổi đến lần lượt phát hiện phía trước đều có một võ giả chạy trốn hơn nữa thực lực cũng không mạnh đều là đế cấp bọn họ điên cuồng bay vút đi cảm ứng phía sau có khí tức cường đại lập tức ngừng lại thần tình kinh hãi nhìn cường giả đuổi theo không phải hai cường giả sắp đại viên mãn lần lượt tra xét phát hiện không phải thân ảnh của lục ly hai người này hoàn toàn không phải bọn họ đột nhiên tâm động có loại cảm giác không ổn, giống như bị lừa. Có hơi giống điệu hổ ly son. Vù. Người chí cường bên trái nắm tay đế cấp đang chạy trốn, nắm cổ hắn nói. Ngươi vì sao ở đây? Là ai sai khiến ngươi? Là một đại nhân. Cả người đế cấp kia lạnh run, hắn giải thích. Có một đại nhân cho ta 100 triệu thiên thạch, sau khi hắn bóp nát ngọc phù, ta phải lập tức bay theo đường này. Đại nhân, không liên quan chuyện của ta, ta chỉ muốn kiếm chút thiên thạch ầm um. nguyên lực trong tay người chí cường chợt lóe trực tiếp bóp chết đế cấp này sau đó hắn quay đầu bay về đường cũ nếu lục ly sử dụng kế điệu hổ ly sơn vậy khẳng định có mưu đồ hắn có thể mưu đồ gì chỉ có thể là thánh hoàng phía sau một người chí cường khác cũng tỉnh ngộ cũng lập tức quay đầu bọn họ rất nhanh gặp mười mấy thánh hoàng đang đuổi theo mười mấy thánh hoàng cảm thấy kỳ quái không biết hai người chí cường vì sao không đuổi theo nữa. Rầm rầm rầm. Không gian phía xa nổi dậy sóng gió, tiếp theo truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Hai cường giả sắp đại viên mãn biến sắc, một người chí cường nổi giận mắng. Quả nhiên bị điệu hổ ly sơn rồi, đuổi theo. Hai người chí cường lập tức đuổi theo với tốc độ nhanh nhất. Tốc độ bọn họ quá nhanh, sau năm hơi thở đã chạy đến chiến trường. Chỉ là chờ sau khi bọn hắn đi qua, bọn họ chỉ nhìn thấy ba thi thể, còn có một thánh hoàng bị thương nặng, giờ đây nằm hôn mê trên mặt đất, còn có một thánh hoàng bị thương. Lục Ly đâu rồi? Người Chí Cường Lang đinh tộc trống giận, thánh hoàng bị thương lập tức trầm quát. Chạy trốn sang bên kia, mới vừa đi. Đuổi theo. Hai người Chí Cường phóng nhanh ra, thánh hoàng còn lại đuổi theo một đường, chỉ để lại bốn thánh hoàng tới thu thập chiến trường, chăm sóc hai người bị thương. Tốc độ hai người Chí Cường đạt đến cực hạn, đuổi theo một đường thần niệm bọn họ cực lực tìm kiếm nhưng không phát hiện được gì bọn họ đuổi theo mấy chục ngàn dặm vẫn không thể phát hiện hành tung của lục ly không đúng một người chí cường đột nhiên tỉnh ngộ hắn trầm quát tốc độ lục ly không thể nào nhanh hơn chúng ta như vậy hắn hẳn là không đi về phía này hắn rất có thể ẩn nút gần đó sau đó lại giết người bang 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 mấy miếng ngọc phù bản mạng dắt bên hông một thánh hoàng vỡ vụn hắn kinh hô đề tổ bọn lão hô đã chết rồi quả nhiên là quỷ thần khó lường hai người chí cường liếc nhau trong con ngươi đều là bất ngờ chẳng lẽ lục ly có thể tránh thoát ra xét của bọn họ nếu thật là như thế một khi lan đinh tộc và lưu tộc khai chiến với lục ly vậy thật sự nguy hiểm một mình lục ly thật sự có thể tàn sát một đại tộc tản ra bao vây một người chí cường trầm quát nếu gặp được lục ly các ngươi không cần khai chiến cũng lấy hắn từ xa là được chờ chúng ta đến dạ một đám cường giả lĩnh mệnh biến thành hình quạt bao vây chiến trường đáng tiếc chờ bọn họ ngoài năm thi thể kia cũng không có gì lục ly lại mất tích bọn họ cũng không phát hiện được gì trên đường lục ly vừa rồi quả thật không đi xa hắn ở gần đó trực tiếp tiến vào pháp giới hắn thúc giục đại đạo chi ngân cảm ứng thế giới bên ngoài chờ hai người chí cường kia đi rồi hắn đợi một lát xuất hiện đánh chết năm thánh hoàng cường giả giao chiến nháy mắt quyết định sinh tử lục ly gắn chống lại công kích mấy cường giả lợi dụng tử thần dịch và hủy diệt thần dịch cộng thêm thân thể cường hãn trực tiếp đánh chết năm thánh hoàng kia giờ đây hắn cũng không đi xa bởi vì hắn bị thương hơn nữa nếu đào tẩu dễ dàng khiến hai cường giả sắp đại viên mãn tập trung vào đến lúc đó trốn vào pháp giới dễ dàng bị phát hiện hắn rất nhanh khôi phục lại thân thể cũng không đi ra xét, chỉ lặng lặng chờ đợi. bên ngoài, hai cường giả sắp đại viên mãn cảm thấy đau trứng, bọn họ đuổi theo hay là không đuổi theo đây? nếu đuổi theo thì đuổi về phía nào? tách ra truy đuổi hay truy đuổi cùng nhau? truy đuổi. cuối cùng, cường giả lan đinh tộc hạ lệnh, chết nhiều thánh hoàng như vậy, không thể nào không truy đuổi. cho dù toàn bộ thánh hoàng chết hết, bọn họ cũng phải đuổi theo, bằng không lại nhận thua như vậy bọn họ cũng không cam lòng. Bọn họ tách nhau ra, đuổi theo, còn chia làm hai đội, phân biệt do mỗi một cường giả sắp đại viên mãn mang đội, đuổi giết trong phạm vi mấy ngàn vạn lý này. Bọn họ tìm kiếm xung quanh, có thám báo ở đây, toàn bộ bị bọn họ xua đuổi rời đi. Người chí cường lan đinh tộc tuyên bố, ai dám đến gần phạm vi này, giết chết hết. Hai người chí cường có cảm giác, Lục Ly còn đang ẩn núp ở trong địa vực này bởi vì bọn họ cảm giác khí tức của lục ly biến mất tại nơi này, bọn họ không tin lục ly có thể lặng lẽ vô thanh vô tức chạy ra khỏi khu vực này. đáng tiếc, tìm suốt hai ngày, bọn họ cũng không phát hiện dấu vết gì. cuối cùng hai người chí cường hạ lệnh chia ra tìm kiếm. bọn họ muốn dẫn xà xuất động, xem lục ly có ra tay hay không. chỉ qua nửa ngày, trắng đã ra xuất động, lục ly quyết đoán ra tay. một thánh hoàng khi đi ngang qua không gian ngoài pháp giới hắn vọt ra, nháy mắt đánh chết thánh hoàng này. Vù. Sau khi giết, lục ly lập tức bay ra xa, sau khi tìm hành ngàn dặm lại tiến vào pháp giới. Không bao lâu, hai người chí cường bay vụt đến, bọn họ điên cuồng tìm kiếm hành tung của lục ly. Thánh hoàng còn lại cũng chen chút đến, sau đó tìm kiếm xung quanh, lục ly lập tức ra tay, lại diệt sát một thánh hoàng, tiến vào pháp giới tại chỗ. Không bao lâu, hai cường giả sắp đại viên mãn trở lại, nhìn thấy thánh hoàng bị xé xác hai người chí cường sắp điên rồi bọn họ đoán không sai lục ly ẩn núp gần đây lục ly đánh chết cường giả hai tộc dưới ánh nhìn của hai người bọn họ nhưng bọn họ vẫn không tìm thấy được lục ly loại cảm giác như muốn phát điên sắp khiến bọn họ sụp đổ bọn họ điên cùng công kích mặt đất xung quanh nổ mặt đất xung quanh thành khe rãnh thật lớn ý đồ nổ tung lục ly vẫn không có sau khi nổ loạn mười mấy canh giờ phạm vi trăm vạn lý cũng không còn mảnh đất hoàn hảo bọn họ vẫn không tìm thấy lục ly cuối cùng người chí cường lang đinh tộc vô lực vung tay nói lui đi lấy thiên thạch đi tìm phân đà tử thần lần này nhận thua đi lang đinh tộc gần đây muốn tìm đại tộc đấu một trận biểu hiện cường đại của bọn họ tử thần đúng lúc đụng phải lang đinh tộc muốn thử một lần lại không ngờ tộc này không thể chạm vào tử thần phái một hổ con đi ra nâng hổ trưởng vỗ nát xúc tua lan đinh tộc và lưu tộc vương ra. Lưu tộc nhận thua, chủ động mang thiên thạch đi tìm phân đà tử thần, muốn tử thần giúp bọn họ truy đuổi thủ phạm. Đồng thời lưu tộc cũng thả ra tin tức, đã đạt thành giải hòa với tử thần, sẽ không tìm tử thần gây sự nữa. Ý tứ giải hòa đã đại biểu cúi đầu. Tuy trận chiến với lục ly không công khai, cũng không có tra xét, nhưng không hề nghi ngờ là lục ly chiến thắng. Lục Ly chiến thắng hơn 60 cường giả lưu tộc và lang đinh tộc, hoàn toàn áp chế bọn họ, khiến bọn họ chủ động cúi đầu. Tin tức này truyền ra, uy danh của Lục Ly lại tăng lên, các loại tin tức rất nhanh truyền ra, Lục Ly lại bị rất nhiều đại tộc và cường giả liệt vào đối tượng không thể trêu chọc. Vũ Dương và Vũ Phệ đều rất kinh ngạc, không ngờ việc này lại có kết cục như vậy. Phương pháp của Lục Ly nhìn thô bạo lại đơn giản, vậy mà phi thường hữu hiệu, dễ dàng giải quyết vấn đề việc này vốn là một chuyện phiền toái xử lý thế nào cũng rất khó được song phương vừa lòng cho dù bọn nhung hoàng ở đây cũng thật đau đầu cho dù một đầu sỏ lại đây thì sao còn có thể ép lan đinh tộc và lư tộc ra sao lan đinh tộc và lư tộc vốn không có việc gì lại tìm việc gây sự nguyên lão lư tộc kia tử thần vẫn luôn theo dõi muốn bắt hắn thật nhẹ nhàng lúc trước không bắt là không thể cúi đầu nếu bị lư tộc ức hiếp vậy tử thần về sau không cần làm việc nữa chỉ tốn nửa tháng nguyên lão kia đã bị bắt trở về cũng không cần lục ly động thủ lục ly giao nguyên lão này cho lưu tộc việc này hoàn toàn chấm dứt lục ly bọn họ trở về vũ dương đi theo vũ vệ ở lại xử lý sự vụ sau khi lục ly trở về cũng không về lục phủ mà trực tiếp đến báo cáo ở nguyên lão đường nhung hoàng đi phương bắc gần đây nguyên lão tọa trấn gọi là húc hoàng hắn phi thường vừa lòng việc xử lý lần này của lục ly Chính đại đầu sỏ cũng đến, có đánh giá rất cao với hành động của Lục Ly. Vốn Lục Ly nghĩ không có việc gì nữa, đang chuẩn bị cáo từ, hút hoàng từ đâu vứt ra một phần hồ sơ, nói. Phía Tây Nam có một sự kiện, nguyên lão đường của chúng ta gần đây tương đối bận rộn, nếu không ngại, chuyện này mời tuần tra sử đi nơi này xem xét thử. Lục Ly nhớ mày, tuần tra sử không phải không có việc gì làm sao? Vì sao nhiều việc vặt như vậy? nếu mỗi sự kiện đều tìm hắn xử lý vậy hắn cái gì cũng không cần làm mỗi ngày đều giúp tử thần xử lý sự vụ tuy trong lòng khó chịu lục ly vẫn tiếp nhận hồ sơ hắn lật xem một hồi không thoải mái trong lòng giảm bớt một chút việc này thật hơi khó giải quyết thánh hoàng bình thường quả thật không giải quyết được phải cần trưởng lão chấp pháp hay lục ly hoặc đầu sỏ đi qua bởi việc này liên quan đến một đại tộc trong một nơi của tử thần tìm thấy một gốc thần dược cực phẩm đây cũng không phải cực phẩm bình thường mà là thuộc loại 10 vạn năm khó gặp. Nhưng loại thần dược này đang nở hoa, nếu chờ hoàn toàn khai hoa kết quả, thu lấy hoa quả còn có thể nghĩ biện pháp đào tạo vài gốc thần dược như vậy, cho nên tử thần phát hiện thần dược này cũng không lập tức ngắt lấy. Không may bên đó có thám báo một đại tộc phát hiện, lập tức báo cáo đại tộc. Phía tử thần triệu tập mười mấy thánh hoàng đi qua, giờ đây bị cường giả đại tộc bao vây. Địa phương đó nói đây là địa bàn của đại tộc kia, đại tộc kia lại nói thần dược này bọn họ rất nhiều năm trước đã phát hiện rồi, vẫn chờ cây trưởng thành kết quả. Đây rõ ràng là nói bậy, bởi vì xung quanh thần dược này không có võ giả gì bảo hộ, thần dược như thế sao không được cường giả và quân đội bảo hộ. Cho nên song phương bắt đầu cãi cọ, đại tộc kia tạm thời không động thủ, nhưng rất có xu hướng định động thủ. Cho nên cần cường giả bên này đi qua trấn áp. Nếu không không chỉ thần dược bị đoạt lấy, thánh hoàng kia cũng sẽ bị giết. Không hề nghi ngờ, uy danh của Lục Ly hiện tại thật thích hợp đi trấn áp. Về ý nghĩa nào đó, lực uy hiếp của Lục Ly còn vượt qua đầu sỏ tử thần. Húc Hoàng thấy Lục Ly không nói lời nào, cười cười nói. Lục tuần tra sử, vốn việc này không cần ngươi ra mặt. Nhưng hiện tại chúng ta không đủ nhân thủ. Nếu ngươi không đi, vậy chỉ có thể mời một đầu sỏ qua đó. Ta đi. Lục Ly ngẩng đầu cười nói. Ta là một phần tử của tử thần, tử thần trợ giúp ta rất nhiều tử thần có việc sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn ta đi về trước một chuyến ngày mau sẽ khởi hành ân vất vả rồi khúc hoàng gật đầu nói thái độ của chúng ta là phải giành được cốc thần dược kia cho dù phải khai chiến với ngoan tộc đại tộc này chỉ có hai cường giả sắp đại viên mãn muốn diệt bọn họ thật nhẹ nhàng ta đã hiểu lục ly nghe câu như thế thì an tâm như vậy hắn xử lý cũng không cần lưu giữ gì. Hắn xoay người rời đi, trở về lục phủ một lát, nói lại tình huống của Lan Đinh tộc, lại nói với bọn họ hắn lập tức phải đi một chuyến đến ngoan tộc. Mọi người trong nhà không nói gì thêm, dù sao có được và trả giá là có quan hệ. Tử thần cho lục minh nhiều như vậy, lục ly khẳng định phải trả giá lớn tương đương. Lục ly nghỉ ngơi một ngày, mang vũ dương tiếp tục hành trình, một đường truyền tống qua, tốn 10 ngày, bọn họ đã đến một đại giới diện gần ngoan tộc. Cốc thần dược này không ở giới diện ngoan tộc mà ở trong tiểu giới diện gần ngoan tộc, là khi một tử thần chấp hành nhiệm vụ, ngoài ý muốn phát hiện. Lục Ly mang theo Vũ Dương và hai thánh hoàng, không dừng lại, trực tiếp cưỡi chiến thuyền bay đi tiểu giới diện, thám báo tử thần nơi này liên hệ bọn họ, báo lại tình huống bên kia. Bên kia vẫn chưa đánh nhau, đại tộc này có lẽ cũng lo lắng, không dám đắc tội quái vật lớn tử thần nhưng thần dược này thật là thuộc phạm vi thế lực bọn, chấp tay dân cho người khác thật thiệt thòi. Ít nhất cũng phải được bồi thường một chút. Cho nên vẫn bao vây thánh hoàng của tử thần, rõ ràng muốn đàm phán với tử thần, đạt được ít bồi thường. tống ba ngày, bọn Lục Ly tiến vào giới diện này, Lục Ly cũng không ẩn thân, nghênh ngang mang theo bọn Vũ Dương đi vào, sau đó bay vào chỗ vô cực hải. Vô cực hải này kỳ thật là một hiểm địa, nơi này có rất nhiều động vật biển cường đại, nếu đến gần sẽ bị động vật biển công kích. Đương nhiên giờ đây, động vật biển xung quanh đại đảo trong Vô Cực Hải đều bị dọa chạy, bởi vì ngoan tộc Triệu tập hơn 30 thánh hoàng, còn có hơn 10 vạn quân đội bao vây hết đảo này. Sau khi tiến vào giới diện này, Lục Ly để Vũ Dương thả ra chiến thuyền, hơn nửa vương cờ, phía trên viết thật to chữ Lục, hắn mang theo Vũ Dương và hai thánh hoàng đứng trên sàn thuyền, bay thẳng lên đại đảo. Lục Ly. Vũ Dương đứng lên người Lục Ly, sờ mũi, cảm thấy có hơi không thích hợp, hắn nói. Chúng ta vẫn còn là tử thần sao? Ta sao cảm giác không giống một sát thủ? Sát thủ đều hành tẩu trong tối, làm việc đáng kinh. Hai lần xử lý sự tình này, Lục Ly đều giống trống khua chiên, giống như hận không thể để người trong cả thiên hạ biết đến Lục Ly hắn. Khó tránh khỏi khiến Vũ Dương cảm giác không được tự nhiên. Lục Ly cười ảm đạm nói. Thủ đoạn gì không quan trọng, chỉ cần có thể đạt mục đích, thì đó là tử thần đủ tư cách. Trong vô cực đảo, mười mấy thánh hoàng tụ lại trong sơn cốc nhỏ. Ngoài sơn cốc nhỏ này có sương khói vàng nồng đậm, sương khói này rõ ràng có kịch độc. Nhưng bên trong sơn cốc không có sương khói, trong sơn cốc có một gốc thực vật màu tím bảy lá, gốc cây này sáng mờ nhàn nhạt, tạo ra sương khói màu vàng kia. 13 thánh hoàng vây quanh thực vật màu tím này, thực vật nhỏ này đã sắp nở hoa, có lẽ chờ kết quả cần hơn một tháng, cho nên đám thánh hoàng tử thần này chỉ có thể chờ ở đây. Cường giả ngoan tộc không tiến vào đảo nhỏ. Tòa đảo này tuy lớn, nhưng cường giả bên ngoài có thể dễ dàng tập trung thần niệm vào trong. Nếu bọn họ muốn giết, vậy chỉ cần một hơi thở. 13 thánh hoàng không chút kinh hoàng, thân là tử thần, đã sớm nhìn thấu, bọn họ cũng không tin ngoan tộc dám động thủ với bọn họ. Dưới trả thù điên cuồng của tử thần, ngoan tộc sẽ không còn tồn tại nữa. Vù, không trung phía bắc vang lên tiếng xé gió vô số quân đội và cường giả ngoài đảo chú ý 13 thánh hoàng trong sơn cốc đều mở mắt vô số thần niệm quét qua chiến thuyền kia khi bọn họ nhìn thấy chữ lục thật lớn trên lá cờ chiến thuyền quân đội xung quanh lộ vẻ kinh hoàng ngay cả trong mắt thánh hoàng cũng lộ ra vẻ sợ hãi đùng 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 tất cả thánh hoàng trong sơn cốc đều đứng lên trên mặt lộ vẻ kích động vị lục tuần tra sử này bọn họ nghe danh đã lâu không ngờ đại nhân vật tử thần phái ra lại là lục ly lục ly cũng không ở trên sàn thuyền chỉ có bọn vũ dương đứng trên sàn thuyền chiến thuyền rất nhanh bay tới đến phía trước đại quân ngoài đảo nhỏ tuy đại quân xung quanh thật sợ hãi nhưng vẫn rất nhanh vây quanh lại bao vây chiến thuyền vũ dương và hai thánh hoàng đứng trên sàn thuyền nhưng không chút sợ hãi binh là lá gan của tướng tướng là hồn của binh lục ly ở trong khoang thuyền bọn họ không chỗ nào sợ hãi Ngoan tộc bay tới mười mấy thánh hoàng, một thánh hoàng hơi không người hỏi. Xin hỏi đây là Lục Ly, tuần tra sử giá lâm. Lục Ly không đi ra, nhưng truyền ra một câu. Mang theo quân đội của ngươi nhường đường, ta muốn vào đảo. Thanh âm của Lục Ly thật bình tĩnh, lại mang theo ngữ khí chân thật đáng tin. Ngạo mạn của hắn chọc giận cường giả ngoan tộc, đôi mắt mười mấy thánh hoàng lạnh xuống, nguyên lão kia hừ lạnh nói. Lục tuần tra sử, Ngươi đến đàm phán hay đến tuyên chiến? Nếu trong mười hơi thở tránh đường, vậy có thể đàm phán. Thanh âm lục ly lạnh như băng truyền ra. Nếu mười hơi thở vẫn chưa mở đường, vậy đừng trách ta không khách khí. Hiện tại bắt đầu đếm. Bừa bãi, bá đạo, không ai bì nổi. Đây là cảm giác lục ly mang đến cho tất cả ngoan tộc. Ngay lúc này, trên người ngoan tộc tuôn ra sát khí. Xung quanh bọn họ là đại tộc, luôn chỉ có bọn họ ức hiếp chủng tộc còn lại vẫn không có võ giả nào dám ức hiếp, làm nhục bọn họ. Nhưng không có ngoan tộc nào dám động thủ, lúc này, ngoài đảo an tĩnh quỷ dị, ngay cả tiếng hít thở cũng không có. Nếu không phải Lục Ly lên tiếng, bọn họ khẳng định đã sớm xung phong liều chết, dùng máu tươi và sinh mệnh bảo vệ vinh quang của ngoan tộc. Nhưng mà hắn là Lục Ly. Uy danh rộng như trời biển, vòng sáng cường đại của hắn khiến tất cả ngoan tộc cảm thấy áp lực vô tận. Hồng tộc từng khai chiến với Lục Ly, Hiện tại đã hoàn toàn phong tộc. Về sau hổ tộc đối địch với Lục Ly, bị bắt ký hiệp ước. Ngay trước đó không lâu, lưu tộc và Lan đinh tộc muốn uy hiếp tử thần, bị Lục Ly một mình áp đảo. Tồn tại mạnh mẽ như vậy, xác định ngoan tộc bọn họ có thể trêu chọc sao? Tránh ra. Sau năm hơi thở, đại nguyên lão ngoan tộc nghiến răng nghiến lợi, Trống lớn lên. Thanh âm này giống như rống ra từ trong yết hầu. Cường giả và quân đội gần đó đều thở dài đều thối lui sang hai bên, tránh ra một đường lớn. Vù. Chiến thuyền chậm rãi đi về phía trước, bay vào trong hải đạo. Vũ Dương và hai thánh hoàng đứng thẳng thắt lưng, trên mặt đều là vẻ ngạo nghễ. Giờ đây bọn họ cảm giác bọn họ không phải sát thủ hành tẩu trong bóng tối mà càng giống như kỵ sĩ kiêu ngạo. Chiến thuyền đi vào đảo, một thánh hoàng ngoan tộc lập tức bay đi, rõ ràng muốn báo cáo với tộc đàn. Quân đội tiếp tục phong tỏa đảo nhỏ, chiến thuyền xông vào sơn cốc thân mình lục ly dần hiện lên mang theo bọn vũ dương đi xuống bái kiến lục tuần tra sử đại nhân mười mấy thánh hoàng tỏ ra sùng bái quỳ xuống một gối tuy lục ly trẻ tuổi hơn bọn họ nhiều nhưng thế giới này tôn kính cường giả không thể nghi ngờ lục ly là một cường giả một cường giả khiến bọn họ tâm phục khẩu phục lục ly vung tay áo ánh mắt nhìn gốc thần dược kia hắn hỏi còn mất bao lâu khoảng nửa tháng một thánh hoàng tử thần bẩm báo, lục ly hơi gật đầu, lưu lại một câu rồi biến mất. Các ngươi tiếp tục bảo hộ đi, nửa tháng sau ta sẽ mang bọn ngươi rời đi. Sau khi lục ly nói xong, thân mình đột nhiên biến mất tại chỗ, biến mất không thấy tâm hơi. 13 thánh hoàng này đều cảm ứng, sau đó vẽ mặt kinh hãi. Nghe đồn lục ly có tiềm ẩn thuật quỷ thần khó lường, xem ra quả nhiên danh bất hư truyền, lục ly biến mất trong hư không, bọn họ hoàn toàn không cảm ứng được dấu vết gì. Cường giả ngoan tộc bề ngoài vẫn tập trung thần niệm trong sơn cốc, tra xét thấy cảnh tượng này cũng hết hồn. Lời đồng quả nhiên không giả, tiềm ẩn thuật của Lục Ly thật biến thái, sợ là cả thiên loạn tinh vực này ngoài cường giả đại viên mãn, không ai tìm thấy được hắn. Nhóm thánh hoàng tử thần hoàn toàn yên tâm, có Lục Ly ở đây, ngoan tộc dám đụng đến bọn họ chỉ cần nửa tháng, cây này kết quả, bọn họ thu thần dược lập tức có thể rời khỏi. Hy vọng đừng quá phức tạp. Vũ Dương ngồi xếp bằng trong sơn cốc, tuy hắn phi thường tín nhiệm Lục Ly, nhưng hắn cũng không hy vọng có gì ngoài ý muốn. Mỗi lần Lục Ly thể hiện uy phong quả thật rất uy phong, cũng rất oai hùng, nhưng lần nào cũng hết hồn, không cẩn thận sẽ xảy ra chuyện lớn. Lục Ly không để ý tình huống bên ngoài, có tình huống, Vũ Dương sẽ bóp nát Ngọc Phù thông tri hắn. Hắn đang tu luyện trong pháp giới, linh hồn hắn cần bồi dưỡng, thân thể hắn vẫn còn không gian tiến bộ. Hắn đồng thời tự hỏi con đường tu luyện tương lai của hắn. Đối với chiến lược hiện tại hắn thật thỏa mãn, nhưng nếu có thể tiếp tục tăng lên, có thể diệt sát phần lớn cường giả sắp đại viên mãn, vậy không thể nghi ngờ hắn sẽ càng thêm thích ý, lục gia sẽ càng an toàn. Sau khi đạt đến chiến lược kia, hắn có cơ hội trở thành đầu sỏ tử thần, dùng lực lượng tử thần, lục gia sẽ phát triển rất nhanh. Hắn cũng có thể trở thành một trong những đầu sỏ của thiên loạn tinh vực, đến lúc đó không có cường giả nào uy hiếp được na toàn của lục gia. Nếu thật sự có thể đạt đến trình độ như vậy, cả đời hắn cũng xem như đáng giá rồi. Hắn sẽ không trêu chọc thị phi nữa, an tĩnh đợi ở trong tử thần, nhàn nhã sống hết đời này. Hắn cũng không phải người đặc biệt khát vọng, đặc biệt có giả tâm. Hắn từng có chìa khóa tiến vào tiên vực. Hắn lại căn bản không có tâm tư nghiên cứu, cũng chưa bao giờ nghĩ tiến vào tiên vực. Hiện tại chìa khóa hủy diệt trong hủy diệt chi nhãn, hắn lại càng không thèm để ý nếu có thể hạnh phúc an khang, hắn tuyệt không nguyện làm chuyện điên cuồng. Sau nửa tháng, quan tộc vẫn không hề có động tĩnh, điều này khiến nhóm nguyên lão của tử thần đều yên tâm. Nếu lúc trước không động thủ, vậy về sau cũng sẽ không có cam đảm động thủ. Một tháng này, thần dược bắt đầu kết quả, nửa tháng, quả đã chín, hai ngày nữa có thể bắt đầu ngắt lấy. Ngay lúc này, quan tộc bên ngoài đột nhiên có động tĩnh. Bịch. Vũ Dương nhìn thấy chiến thuyền xa xa còn có rất nhiều khí tức của cường giả vũ dương bốc nát ngọc phù thần niệm cường đại của lục ly quét qua hả trên chiến thuyền lục ly phát hiện hơi thở hơi quen thuộc hắn cau mày lại trên mặt lộ ra vẻ âm hàng thân mình hắn chợt lóe lên ánh mắt nhìn thần dược hỏi thần dược này có thể ngắt lấy chứ có thể là có thể một nguyên lão nói nhưng hiện tại hạt giống chính vẫn không nhiều lắm nếu có thể đợi thêm hai ngày là tốt nhất ngắt lấy lục ly dùng ngữ khí đáng tin chân thật nói lập tức lục ly đã tạo thành quyền uy tuyệt đối trong lòng bọn họ một nguyên lão không nói hai lời lấy ra bình ngọc mạnh mẽ thu vào gốc thần dược kia sau đó hai tay dâng lên cho lục ly lục ly không chút khách khí đặt trên người hắn càng an toàn hơn ánh mắt hắn nhìn mọi người nói bọn họ mời công tử yểm tộc đến đây nếu tình huống không đúng các ngươi tiến vào thần khí không gian của ta ta mang bọn ngươi rời đi tuân mệnh một đám thánh hoàng không người lục ly vung tay lên vũ dương lấy ra chiến thuyền toàn bộ thánh hoàng bay lên chiến thuyền chiến thuyền chậm rãi bay ra ngoài đảo chiến thuyền còn chưa bay ra đã bị một quân sĩ ngăn lại cùng lúc đó mấy chục thánh hoàng bay ra bao vây bốn phía chiến thuyền một thánh hoàng ngoan tộc nâng tay nói các ngươi không thể đi lưu lại đồ vật này đi lục ly đứng trên sàn thuyền không để ý đến nguyên lão này, ánh mắt nhìn chiến thuyền từ xa bay đến. Nhìn thấy một hoa bào công tử đứng trên sàn thuyền, phía sau hoa bào công tử đứng một loạt cường giả yểm tộc, toàn là thánh hoàng, ít nhất hơn 10 người. Ha ha ha! Công tử còn chưa đến gần đã cười ha ha, tiếng cười phi thường thờ thẫn, khiến người ta cảm thấy thân thiết, giống như lão hữu. Chiến thuyền bay qua, công tử kia chắp tay nói. Vệ bái kiến lục tuần tra sử vương tay không đánh người tươi cười, lục ly hơi gật đầu nói. Chào vệ công tử. Không biết ngươi có quan hệ gì với Diên Tiểu Thư? Đó là đường tỷ của ta. Vệ công tử cười tủng tỉm nói. Lúc trước nghe nói ở Thái Hoang Cốc, lục tuần tra sử đã cứu đường tỷ của ta. Vệ tạ ơn lục tuần tra sử ở đây. Lục ly nhún vai tỏ vẻ không sao, hỏi. Vệ công tử vì sao đến đây? Vệ công tử vẫn duy trì tươi cười, nói vì một gốc thần dược mà đến tộc vương ngoan tộc nói bọn họ có một gốc thần dược bọn họ bán cho ta cho nên ta cố ý đến hái quả nhiên ánh mắt lục ly lộ ý cười ngoan tộc không dám chống lại hắn không dám cướp đoạt thần dược lại không cam lòng buông tha như vậy cho nên muốn dùng biện pháp ghê tởm lục ly đưa thần dược này cho cường tộc có thể chọc đến lục ly không thể nghi ngờ yểm tộc tuyệt đối có thể trêu chọc nổi lục ly lục ly đang nghe truyện trên tv audio cv khẽ lắc đầu nói vệ công tử thật đáng tiếc thần dược này thứ nhất là do tử thần phát hiện trước thứ hai thần dược này đã bị ta thu thập cho nên thần dược này không thể nào giao ra tươi cười trên mặt vệ công tử không giảm cũng không có tức giận gì cười nói nơi này là địa bàn của ngoan tộc dựa theo lẽ thường hết thảy nơi này đều là của ngoan tộc ta cũng đã thanh toán thiên thạch nếu ngươi không đưa ta xem đây là khiêu khích của ngươi đối với yểm tộc ta ta không hy vọng xảy ra chuyện như vậy ta thật hy vọng làm bạn với lục tuần tra sử tươi cười trên mặt lục ly biến mất vẻ mặt lạnh lùng nói từng ở thái hoang cốc nếu không phải ta lão tổ tông nhà các ngươi cũng không có biện pháp trở về cố thổ an táng ta còn cứu diên tiểu thư nhà các ngươi nhưng diên tiểu thư về sau còn lấy oán báo ơn yểm tộc các ngươi đều không nói đạo lý như vậy sao làm bạn với yểm tộc các ngươi ta cũng không có hứng thú ngươi đừng giả mù sa mưa muốn thần dược trực tiếp giành là được đương nhiên một khi các ngươi động thủ ta cũng không cam đoan có thể xảy ra chuyện gì lục ly đột nhiên cuồng bạo khiến bọn vũ dương phía sau cạn lời đây chính là yểm tộc cường tộc đệ nhất thiên loạn tinh vực hoàn toàn xứng đáng là vương giả khai chiến với yểm tộc tuy không biết cuối cùng tử thần sẽ thế nào nhưng ít ra thắng không được hơn nữa sẽ tổn thất thảm trọng. Ha ha ha! Vệ công tử cười ha hả, tươi cười trên mặt cũng biến mất, hắn lạnh giọng nói. Lục ly, ngươi quả nhiên bừa bãi, tự đại, không ai bị nổi như lời đồn. Ngươi cho là một mình áp đảo một hổ tộc, một lan đinh tộc, ngươi sẽ là chúa tể cả thiên loạn tinh vực này sao? Là có thể hoành hành không cố kỵ sao? Kiểm tộc chúng ta bất đồng với bọn họ, kiểm tộc chúng, ngươi không thể trêu vào ta chọc được hay không ngươi có thể thử xem thần khí không gian trong tay lục ly sáng ngời bọn vũ dương đều bị hắn thu vào hắn vương ngón tay ngoắc ngoắc nói đến đây đi muốn thần dược vậy trước giết chết ta nhưng ta cũng nói trước bất kỳ ai đối địch với ta ta sẽ không quản cái gì giết trước nói sau vệ công tử này có thấy vô cực đảo này phong thủy không tồi ta thấy thích hợp an táng ngươi lục ly vừa nói xong không khí xung quanh phá lệ ngưng trọng dương cung bạc kiếm. Quân sĩ xung quanh chậm rãi lui về sau, giống như sợ trễ một chút sẽ bị đám cường giả này xé rách. Trên người vệ công tử đằng đằng sát khí, chậm rãi nâng tay lên, ánh mắt nhìn chầm chầm lục ly. Thánh hoàng phía sau cũng lấy ra binh khí, chờ vệ công tử ra lệnh một tiếng sẽ phóng về phía lục ly. Nhóm cường giả ngoan tộc đều thật hưng phấn, tộc vương bọn họ từng có một ít giao tế với vệ công tử. Lần này hắn mời vệ cộng tử đến đây là vì tranh giành lại mặt mũi chỉ cần vệ công tử khai chiến với Lục Ly, mặc kệ kết cục thế nào, ít nhất ngoan tộc tìm lại được mặt mũi. Đương nhiên, bọn họ cũng hơi khẩn trương. Lỡ như vệ công tử chết tại đây, kiểm tộc chất vấn xuống, bọn họ không biết giải thích thế nào với yểm tộc. Nhưng Lục Ly dám giết vệ công tử sao? Nếu hắn thật sự dám giết, kiểm tộc không chỉ tiêu diệt hắn, tử thần có lẽ phải bị bình định. Giết. Tay của vệ công tử cuối cùng vẫn dùng sức chém ra mười thánh hoàng phía sau hắn chạy nhanh ra tám người, giống như lợi kiếm liều chết đến lục ly. Trong ánh mắt bạo ngược, nội tâm quân sĩ cường giả ngoan tộc trở nên rung động. Vù Lục ly vô thanh vô tức biến mất, giống như biến mất khỏi thế giới này, chiến thuyền của hắn bị mấy cường giả công kích thành một miệng. Không gian xung quanh cũng chấn động kịch liệt, nhưng không thấy chấn bay lục ly ra ngoài, lục ly hoàn toàn biến mất. Tám thánh hoàng kia lập tức nhìn quét xung quanh, công kích bốn phương tám hướng, xem lục ly có ẩn nút gần đó hay không như vậy có thể chấn bay lục ly ra ngoài tìm công kích một lát cũng không có thân ảnh của lục ly tám thánh hoàng này lập tức tìm kiếm bốn phương tám hướng khi bọn họ vừa mới rời đi thân hình lục ly lại hiện ra hắn phóng ra huyết mạch thần kỹ thần long biến thân mình hóa thành một lợi kiếm điên cùng xung phong liều chết đến vệ công tử yểm tộc không kém thần dược cho dù thần dược cao nhất yểm tộc cũng có yểm tộc lại càng không vì một gốc thần dược phát sinh xung đột với tử thần nếu người mưu quyền của yểm tộc ngốc như vậy cho dù yểm tộc cường thịnh thế nào giờ đây cũng đã diệt tộc cho nên thật rõ ràng vệ công tử đến đây là hành động một mình cao tầng yểm tộc không biết nguyên nhân vệ công tử đến đây không khó phỏng đoán thứ nhất khẳng định là ngoại tộc tìm hắn thứ hai là vệ công tử cảm thấy khó chịu với lục ly cũng hoặc là vệ công tử muốn trấn áp lục ly thắng uy danh vô song cho bản thân lục ly nghĩ thông mấy chỗ mấu chốt này cho nên hắn lười vô nghĩa với vệ công tử trực tiếp đánh vệ công tử cũng hạ lệnh động thủ lục ly đã sớm chuẩn bị động thủ mục đích của hắn thật rõ ràng tự nhiên sẽ không đánh chết yểm tộc cho dù như vậy yểm tộc cũng không muốn đối địch với tử thần có lẽ cũng sẽ bị bắt động thủ ít nhất một trận đại chiến là không thể tránh khỏi lục ly mới vừa lên chức tuy hắn không sợ yểm tộc nhưng không muốn trêu chọc thêm phiền toái cho tử thần hiện tại hắn không phải một mình phía sau còn có lục gia có lục minh nếu hắn trêu chọc phiền toái quá lớn cho tử thần vậy hắn có chết hay không không biết ít nhất cuộc sống lục minh sẽ rất khó khăn cho nên mục đích của hắn thật rõ ràng đó là bị thương nặng hoặc bắt vệ công tử kia trận chiến đấu này tự nhiên đã xong để yểm tộc thấy rõ quyết tâm của hắn cũng không cần phải mất thể diện đôi bên kỳ thật thánh hoàng vệ công tử mang đến cũng không quá mạnh mẽ cho dù hơn 10 người hắn cũng nắm chắc đã thương nặng vệ công tử. Nhưng như vậy hắn có lẽ cũng sẽ bị thương nặng, hơn nữa có thể khống chế không được đánh chết hai cường giả yểm tộc. Hắn tiến vào pháp giới, để đám cường giả này tản ra tìm kiếm, như vậy hắn còn có thời cơ chiến đấu phi thường thích hợp. Giờ đây là thời cơ tốt nhất để chiến đấu, hắn cách vệ công tử không xa, hắn vận dụng tử thần dịch, trực tiếp một linh trận thuật phóng qua, vệ công tử bất động. Không tốt. Hai cường giả yểm tộc phía sau hắn nhìn thấy lục ly điên cuồng phóng tới, bị dọa sợ, phóng ra công kích khủng bố, ý đồ ngăn cản lục ly. Một thánh hoàng quát lớn. Công tử, lui về phía sau. Vệ công tử trúng linh trận thuật, nghĩ muốn lui cũng không lui được. Lục ly đối mặt công kích của hai người bọn họ, căn bản không định tránh né, gắn chống lại công kích hai cường giả, sau đó lợi trảo của hắn bắt được cổ của vệ công tử. Hai thánh hoàng kia vốn định công kích, nhưng thấy móng vuốt của lục ly bắt được vệ công tử bọn họ không dám động công kích của hai cường giả khiến vẫy trên vai trái và hông của lục ly rơi xuống nhiều miếng máu tươi phun ra lục ly không chút để ý con ngươi hắn lạnh như băng nhìn vệ công tử lạnh giọng nói được rồi chiến đấu đã xong vù một đám yểm tộc còn lại bay qua vây quanh lục ly cũng không dám công kích sợ lục ly sàng bậy đầu của vệ công tử sẽ nổ tung nhóm cường giả ngoan tộc cũng bị dọa, nếu vệ công tử bị giết, bọn họ cũng sẽ gặp phiền toái. Vệ công tử tỉnh dậy, hắn cũng không bối rối, tâm trạng vẫn không tồi, xem như kiến thức được cảnh tượng bất phàm, ánh mắt hắn nhìn thẳng Lục Ly, nói Lục Ly, ngươi có gan thì giết ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Lục Ly bình tĩnh nói Giết ngươi không có chỗ tốt với ta, còn có thể gặp phiền toái. Nhưng, nếu mang ngươi về tử thần, để yểm tộc đến chuột ngươi lại, ta có lẽ sẽ kiếm được một ít thiên thạch, ngươi cảm thấy đề nghị này thế nào? Vệ công tử khẽ biến sắc, chiêu này của Lục Ly rất độc, nếu hắn thật sự bị bắt giữ, Tử thần và Yểm tộc có khai chiến hay không, anh danh một đời của hắn khẳng định bị hủy diệt. Về sau hắn sẽ không ngóc đầu dậy nổi ở thiên loạn tinh vực. Nhóm cường giả yểm tộc sẽ cảm thấy hắn là nỗi sỉ nhục của yểm tộc, hắn cũng không ngóc đầu dậy nổi ở trong tộc đàn sau đó tài nguyên tu luyện và địa vị sẽ giảm sút mạnh, đến lúc đó đời hắn xem như xong rồi. Bối rối trong mắt hắn khiến Lục Ly càng thêm xác định, việc này đích xác không phải ý của cao tầng yểm tộc, chỉ một mình vệ công tử hành động. Hắn cười nhạt nói, Vệ công tử, chúng ta không thù không oán, cần gì phải đấu đến sống chết. Nếu không chúng ta đều xem như không có gì xảy ra, tươi cười bỏ qua đi. Tươi cười bỏ qua. Vệ công tử thẹn quá hóa giận, sắc mặt hắn trở nên dữ tợn đằng đằng sát khí nói lục ly ngươi nằm mơ hoặc là ngươi giết ta hoặc là về sau ta sẽ trả đũa gấp trăm lần không bầm thay ngươi thành vạn đoạn ta sao có thể sống yên ở thiên loạn tinh vực vậy không còn gì để nói lục ly nhún vai nói tiểu hài tử ngươi không hiểu chuyện vậy chỉ có thể mang về tổng bộ tử thần để đại nhân nhà các ngươi mang ngươi về vù Lục Ly hoàn toàn không nhìn cường giả bốn phía, cứ như vậy dẫn theo vệ công tử bay về trước. Một thánh hoàng phía trước đang muốn ra tay chặn lại, Lục Ly nâng lên vệ công tử, muốn đập lên người hắn, thánh hoàng kia sợ tới mức tránh sang một bên. Vù Trên tay Lục Ly sáng lên quang mang, năng lượng kỳ dị trong cơ thể hắn tiến vào trong thân thể vệ công tử, phong ấn thần đan của hắn. Lục Ly cũng không thèm liếc mắt nhìn vệ công tử một cái, giống như dẫn theo một con chó, bay về trước phía trước có rất nhiều quân đội cường giả nhưng lục ly cứ như vậy vọt tới bọn họ dám công kích sao ngược lại toàn bộ sợ hãi thối lui sang hai bên sợ ngộ thương vệ công tử lục tuần tra sử một nguyên lão yểm tộc mở miệng trước từ từ đã việc này ta còn muốn đàm phán mấy nguyên lão yểm tộc đồng thời truyền tin cho vệ công tử nếu vệ công tử thật bị bắt làm tù binh mang trở về thiên việt thành vậy mặt mũi yểm tộc sẽ mất hết giờ đây Mặc dù có rất nhiều quân sĩ ngoan tộc Nhưng chỉ cần hạ hàng lệnh Hẳn sẽ không truyền ra ngoài Cho dù truyền ra ngoài cũng sẽ không ảnh hưởng ác liệt như vậy Đường đường yểm tộc Đại tộc đệ nhất thiên loạn tinh vực Công tử trực hệ của bọn họ bị bắt làm tù binh Còn bị nhốt ở thiên Việt thành Cuối cùng người cầm quyền yểm tộc cần ra mặt mới có thể dẫn về Mặt mũi này vứt ở đâu Vệ công tử bị mấy nguyên lão khuyên bảo vài câu Nghiến răng nghiến lợi nói Được rồi, lục ly, ngươi thắng thả ta ra việc này xem như xóa bỏ ngươi xác định sẽ xóa bỏ lục ly cười nhìn hắn nói nếu sau đó ngươi trả thù thì sao ta cũng không tin tưởng yểm tộc các ngươi lỡ như âm thầm ám sát ta thì sao sẽ không vẽ mặt vệ công tử đầy chính khí nói ta nhất ngôn cửu đỉnh nói chuyện giữ lời nếu ta vi phạm lời hứa để ta chết không tử tế lời thề này không tốt khóe miệng lục ly lộ ra tươi cười quỷ mị nói. Ngươi phải thề, nếu ngươi vi phạm lời thề, tìm ta gây sự, để duyên tiểu thư gả cho trư la tộc thấp kém nhất. Ngươi quá vô sĩ. Vệ công tử giận dữ. Lời thề này ta không thể thề, nếu bị đường tỷ ta biết được, nàng sẽ xé xác ta. Nếu ngươi không vi phạm lời thề, vậy sẽ không sao cả. Lục Ly nhún vai nói. Mặc dù ngoan tộc có nhiều quân sĩ ở đây như vậy, ta nghĩ ngươi nói lời này bọn họ cũng sẽ không truyền ra ngoài nhanh lên ta cũng không kiên nhẫn như vậy xem như ngươi lợi hại nhìn thấy lục ly muốn bay ra xa vệ công tử cắn răng thề thốt dù sao việc này ngoan tộc tuyệt đối giữ bí mật chỉ cần không truyền vào tai diên tiểu thư sẽ không sao được rồi chờ sau khi vệ công tử lập xong lời thề bàn tay khác của lục ly rung lên lấy ra một ấn thạch nói cảnh tượng vừa rồi ta đều đã ghi chép nếu ngươi thật dám đến gây sự với ta tình cảnh trong ấn thạch này sẽ lập tức truyền khắp thiên loạn tinh vực vù lục ly dùng sức vung tay lên vứt mất vệ công tử sau đó hào quang cả người sáng lên thân mình lấy tốc độ khủng bố nhất biến mất ở phía bắc đám thánh hoàng phía sau chỉ có thể nhìn nghẹn họng trân trối tốc độ của bọn họ căn bản không đuổi theo kịp a a a vệ công tử trống giận hét lên lục ly ta phải thiên đao vạn quả ngươi, ta phải xé ngươi thành mảnh nhỏ, ta thề, ta thề. Ha 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 ha. Tiếng cười to của lục ly truyền đến từ xa. Ngươi còn thề gã đường tỷ của ngươi cho trư la tộc, lời thề này của ngươi không khác gì đánh rắm. Lục ly đi rồi, trực tiếp đến đại giới diện gần đó, sau đó mang bọn vũ dương truyền tống trời đi, trở về thiên việt thành. Phía yểm tộc cũng không có tin tức gì truyền ra, vệ công tử rõ ràng lần này hành động một mình, lục ly cũng không giết cường giả yểm tộc cho nên vệ công tử chỉ có thể nuốt nổi hận này lục ly trở về lục phủ bắt đầu cuộc sống nhàn nhã hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một hai năm nghĩ nhiều về con đường phát triển về sau đồng thời hắn cũng muốn hỏi dực hoàng hoặc là mấy đại đầu sỏ còn lại để bọn họ chỉ điểm phương hướng để mình tu luyện chiến lực lúc trước của lục ly có thể nói là tăng lên kiểu bật nhảy qua giai đoạn tuy chiến lực của hắn rất mạnh Cường giả sắp đại viên mãn có lẽ có thể giải quyết, nhưng chiến lực của hắn càng nhiều là dựa vào thân thể cường đại, còn có công kích linh hồn, cùng tử thần dịch và hủy diệt thần dịch. Dựa vào ngoại vật không phải vương đạo, Lục Ly rất rõ ràng điểm này, nhưng hắn có thể làm gì bây giờ? Chính hắn cũng thật mê mang, hắn cảm giác tu luyện thân thể và linh hồn đã đạt đến đỉnh phong, muốn tiếp tục tăng chiến lực lên diện rộng thật khó khăn. Nếu tiếp tục tu luyện, có lẽ đời này cũng không thể đạt chiến lực sắp đại viên mãn càng đừng nói đạt đến đại viên mãn. Đại viên mãn là cái gì? Đó là cảnh giới hoàng mỹ không sức mẻ, nhưng đây cơ bản là chân ý một hệ nào đó, phải hiểu biết sâu sắc toàn diện chân ý một hệ, vậy mới đạt đến đại viên mãn, sẽ hoàn toàn dung hợp với thiên địa, có được uy năng vô cùng cường đại. Tu luyện thân thể có thể đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Tu luyện linh hồn có thể đạt đến cảnh giới đại viên mãn sao? Lục Ly không biết, ít nhất hắn chưa từng nghe nói trên lịch sử cũng không có ghi chép. Lục Ly nghỉ ngơi tu luyện một tháng, hắn tiến vào tàn thư các của tử thần, bắt đầu lật xem bí tịch. Hắn chủ yếu lật xem bút ký tu luyện tâm đắc nhóm cường giả tiền bối lưu lại, từ đó tìm kiếm con đường tu luyện của mình. Tàn thư các của tử thần thật lớn, bên trong ước chừng có mấy trăm bản tàn thư các. Lục Ly thân là tuần tra sử, có thể lật xem tất cả tàn thư trong tàn thư các. Hắn ở trong tàn thư các suốt hai tháng, cũng không biết đã xem bao nhiêu quyển tịch, tri thức gia tăng lên khá nhiều, nhưng vẫn không có tác dụng quá lớn với tu luyện. Hắn chỉ có thể cầu kiến Dực Hoàng. Dực Hoàng ở trong đại điện tiếp kiến hắn, Lục Ly nói rõ ý đồ đến, thỉnh cầu chỉ điểm từ Dực Hoàng. Dực Hoàng trầm ngâm, ước chừng tự vấn một nén nhang mới nói. "Lục Ly, con đường tu luyện của ngươi từ đầu đã trật bước, hiện tại muốn đi con đường chân ý không phải không được, nhưng ngươi phải hạ quyết tâm." có lẽ ít nhất mất vạn năm mới có thể dựa vào chân ý đạt chiến lược hiện tại. Sau đó lại tốn mấy vạn năm, vậy mới có thể đạt đến cảnh giới sắp đại viên mãn. dực hoàng sống hơn 30 vạn năm, hắn đạt cảnh giới sắp đại viên mãn đã hơn 10 vạn năm, cho nên đề nghị của hắn thật thành khẩn, cũng phi thường đáng tiếp nhận. Lục ly có hơi đau trứng, tốn mấy vạn năm, còn không thể xác định có đạt đến cảnh giới sắp đại viên mãn không. Nếu không đạt đến, có thể lãng phí không công mấy vạn năm. Lục Ly trầm ngâm một lát, hỏi. Dực Hoàng, tu luyện thân thể và linh hồn có cơ hội đạt cảnh giới sắp đại viên mãn không? Phi thường khó. Dực Hoàng thật khẳng định nói. Cho dù thu thập toàn bộ linh dược cao nhất, để ngươi tu luyện một ngàn năm, có lẽ cũng rất khó đạt cảnh giới này. Cảnh giới này cần được tán thành của thiên địa, chỉ trông vào thân thể là rất khó lột xác. Tu luyện linh hồn cũng như vậy, bởi vì cảnh giới sắp đại viên mãn, phải được bộ phận tán thành của thiên địa, dung hòa với thiên địa. Dực Hoàng nghĩ nghĩ, lại bổ sung. Có thể so sánh như vậy, tiềm ẩn thuật của ngươi thật biến thái, nhưng cường giả sắp đại viên mãn lại có thể tìm được ngươi. Ngươi có biết vì sao không? Bởi vì chúng ta có được tán thành của thiên địa, lực cảm giác thiên địa thật nhạy cảm. Võ giả bình thường đều mượn dùng lực thiên địa, đạt đến cảnh giới chúng ta lại có thể điều động một bộ phận lực thiên địa, nếu đạt đến cảnh giới đại viên mãn vậy có thể khống chế lực thiên địa mượn dùng điều động khống chế lục ly đại khái đã hiểu được đây là ba loại cảnh giới hoàn toàn bất đồng võ giả tu luyện đến cùng đều dựa vào lực thiên địa lực thiên địa rèn luyện thân thể tu luyện chân khí linh lực nguyên lực nếu không có linh khí thiên địa đừng nói tu luyện sinh mệnh cũng không thể sinh ra sinh linh cũng không thể tồn tại muốn có lực lượng cường đại vậy phải nghĩ biện pháp sử dụng lực thiên địa võ giả bình thường đều là mượn dùng cường giả sắp đại viên mãn là điều động cường giả đại viên mãn là khống chế đây hoàn toàn là ba loại phương thức khác nhau cũng đại biểu đẳng cấp cả ba loại lực lượng sao mới nhận được tán thành của thiên địa thứ này thật phức tạp khó nói nhưng tình hình chung là tìm hiểu chân ý hiểu pháp tắc thiên địa sẽ càng dễ dàng nhận được thiên địa tán thành dù sao ngươi hiểu pháp tắc thiên địa hiểu được càng nhiều pháp tắc thiên địa sẽ càng khắc sâu, càng dễ dàng được tán thành của nó. Lục Ly hơi phiền muội, hắn cau mày trầm mặt không nói. Dực Hoàng uống một ngụm trà, trầm mặt một lát, nói tiếp. Kỳ thật còn một loại biện pháp, có lẽ còn có một cơ hội. Biện pháp gì? Đôi mắt Lục Ly sáng ngời, nếu có thể thân thể hoặc linh hồn chứng đạo, vậy Lục Ly khẳng định sẽ không tu luyện chân ý, tốn mấy vạn năm, còn không nhất định được chiến lực hiện tại, hắn cần gì lãng phí thời gian và tinh lực. Đi tiên vực. Vẻ mặt Dực Hoàng ngưng trọng nói. Tiên vực là một nơi phi thường thần kỳ, nơi đó cũng là bảo địa lớn nhất cả thế giới, có đủ loại phát sinh vô hạn. Nơi đó đã xảy ra rất nhiều kỳ tích, đã dẫn đến rất nhiều truyền kỳ xưa. Đương nhiên, nơi đó cũng cực kỳ nguy hiểm, nguy hiểm hơn thiên loạn tinh vực ngàn lần. Ách. Lục Ly không ngờ Dực Hoàng nói đến là tiên vực. Hơn nữa tiên vực nguy hiểm như vậy. Địa phương nguy hiểm như thế khẳng định thi hoành khắp nơi, vậy còn gọi là tiên vực sao? Xác định không phải địa ngục sao? Lúc trước Lục Ly có chìa khóa vào tiên vực, nhưng đã hủy diệt trong hủy diệt chi nhãn rồi. Hắn không chút đau lòng. Hắn chán ghét cuộc sống điên cuồng, cuộc sống một mình lưu lạc. Hắn thầm muốn sống cuộc sống an nhàn tạm ổn, có thể nhìn thấy người nhà mạnh khỏe, có thể thấy Lục Minh lớn mạnh. Cho nên hắn trầm mặt một lát, Hỏi: Nói cách khác, khả năng tồn tại khi tiến vào tiên vực chưa đến một thành. Dực Hoàng, năm đó người có từng tiến vào tiên vực không? Từng đi vào. Dực Hoàng gật đầu nói. Không chỉ có ta, mấy đầu sỏ còn lại đều đi vào. Nhưng có đầu sỏ đã chết, đầu sỏ hiện tại là được bổ sung thêm. 30 vạn năm này, tử thần tổng cộng khoảng hơn 50 võ giả sắp đại viên mãn tiến vào, đi ra chỉ hơn 10. Cả thiên loạn tinh vực vạn năm này, Thánh Hoàng tiến vào tiên vực khoảng một vạn, đi ra không đến một ngàn. Quả nhiên không đến một thành. Lục Ly hơi gật đầu, trong đầu không có chút ý niệm, tiên vực này không thể đi. Cường giả sắp đại viên mãn thật dễ dàng chết, hắn đi vào, tỷ lệ sống sót sẽ càng thấp, hơn nữa hắn cũng không có chìa khóa tiến vào tiên vực. Lục Ly từ biệt dực hoàng, trở lại lục phủ. Bởi vì lục hỏa sinh ra, lục gia lại có thú vui mới lục hỏa là một đứa trẻ rất anh tuấn mà lại thông minh đáng yêu lục nhân hoàng bởi vì rất là lúng túng cho nên ở bên lục hỏa mấy tháng thì đi bế quan thê thiếp của lục ly thay phiên nhau chăm sóc lục hỏa còn lên kế hoạch bồi dưỡng đặc biệt cho lục hỏa đều là dựa theo tiêu chuẩn bồi dưỡng cao nhất của vũ gia lục hỏa từ nhỏ đã uống thần dịch đứng đầu ngâm nước thuốc trong phòng bố trí tụ linh trận cường đại mỗi ngày cho ăn linh quả đứng đầu cho nên thiên tư của lục hỏa cực kỳ cao nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì phỏng chừng hắn đến mười mấy tuổi có thể đạt cảnh giới ngũ kiếp dư sức đột phá cấp đế có thể đột phá thánh hoàng thì tùy vào vận may lục ly thân là tuần tra sử có rất nhiều đặc quyền cộng thêm lục gia hiện tại không thiếu thiên thạch cùng tài nguyên cho nên sự trưởng thành của lục hỏa có thể dự kiến trước thân là đệ đệ của lục ly về sau cũng là công tử đứng đầu trong tử thần tương lai cưới hậu đại một đầu sỏ cũng là chuyện rất dễ dàng đương nhiên có thể cưới được tiểu thư trực hệ đứng đầu hay không thì phải xem Lục Hỏa có đủ cố gắng không. Thiên Lục giới đang xây dựng khá tốt, các đệ tử của Lục Minh trưởng thành rất nhanh, mọi thứ phát triển theo hướng tốt đẹp. Điều duy nhất khiến Lục Ly rối rắm là sức chiến đấu tăng lên, muốn chân chính ổn định thì hắn phải nghĩ biện pháp đột phá cảnh giới vô hạn đến gần đại viên mãn, sau đó chờ một đầu sỏ tử thần bỏ mạng hoặc là thoái vị thì thay thế lên vị trí đầu sỏ, vậy là Lục gia hoàn toàn ổn. Đương nhiên các cao tầng lục minh đã cực kỳ vừa lòng với ngũ kiếp hiện tại. Kỳ vọng Sơn đã bí mật quay về trung vương giới, lục ly còn sắp xếp hai thánh hoàng bảo hộ hắn, lần này bọn họ trở lại với mục đích mang về một đám thần dược, sau đó đưa qua một đám hạt giống ưu tú. Thiên lục giới rất lớn, dễ dàng dung nạp mấy trăm vạn nhân tộc trung vương giới, đương nhiên, lục ly sẽ không di chuyển nhiều người như thế vào đây, tối đa đưa thêm mấy vạn con cháu ưu tú, nhóm con cháu này lớn lên là có thể bén rễ nảy mầm sinh sôi tại đây chờ một số võ giả ở đây già đi xuống dốc thì đưa nhóm cường giả lớn lên này về vậy là sẽ hình thành vòng tuần hoàn lành tính trung vương giới cũng có thể càng lúc càng cường trung vương giới là cố hương của lục ly bên kia thực lực tổng thể quá yếu tùy tiện một tiểu tộc bên này đi qua có thể diệt trung vương giới lục ly không thể nào luôn chăm sóc bên kia cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp khiến bên kia tổng thể biến mạnh tự sinh tự lập không ngừng vươn lên lục ly bế quan một bên tiếp tục rèn luyện thân thể một bên tu luyện linh hồn đồng thời tiếp tục suy nghĩ đừng tu luyện lần này bế quan một năm thân thể trưởng thành trở nên chậm chạp linh hồn thì vẫn tăng trưởng nhưng tốc độ chậm lại lục ly suy nghĩ một năm cuối cùng quyết định xuất quan tiếp tục bế quan thì hắn sợ suy nghĩ quá bị tẩu hỏa nhập ma hắn thật sự nghĩ không ra còn có biện pháp nào khác tăng lên sức chiến đấu muốn đạt vô hạn đến gần đại viên mãn cơ hồ không thể nào Lục Ly xuất quan, ở Lục Phủ hai ngày rồi ra ngoài tìm Vũ Dương uống rượu. Đúng dịp Vũ Dương ở trong thiên Việt thành không ra ngoài, cũng không bế quan, Lục Ly lại đây khiến Vũ Dương rất vui vẻ. Vũ Dương mang theo Lục Ly đi tử lâu tốt nhất trong thành, ở đây còn có mỹ nhân khiêu vũ, có nhạc sư đàn hát, không khí rất là vui thích. Lục Ly cũng không suy nghĩ nhiều, an nhàn uống rượu xem khiêu vũ, trộn chút thời gian rảnh rỗi. Không khí trong lầu các nhộn nhịp, bởi vì lục ly dịch dung nên võ giả trong lầu cắt không nhận ra hắn vũ dương là khách quen chỗ này làm người khá thân thiện cho nên không khí trong đại điện thoải mái mỗi người ca hát uống rượu cộp 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 bên ngoài vang lên một chuỗi tiếng bước chân tiếp đó mấy công tử mặc áo hoa đi vào bọn họ vừa bước vào vũ dương đã cau mày hắn truyền âm cho lục ly lê hành đến lê hành lục ly nheo mắt nhìn thoáng qua mấy công tử bọn họ đều là cảnh giới thánh hoàng có một công tử trẻ tuổi mặc áo đen tướng mạo rất là anh tuấn khí chất phi thường đặc biệt lộ rõ mũi nhọn giống như là một thanh bảo kiếm vô song người này rõ ràng là đệ nhất yêu nghiệt của tử thần lê hành từ việc võ giả trong đại điện lần lượt đứng lên nhìn hắn là biết rồi lê hành phớt lờ các võ giả vái chào mình liếc qua vũ dương cuối cùng dừng lại trên người lục ly ước chừng lê hành nhận được tin tức trong tử thần đầy rẫy thám báo của các nhà mỗi cử động đều bị theo dõi tuy lục ly dịch dung nhưng lúc đi ra vũ gia thì hắn không dịch dung bị thám báo của lê gia ra xét được lục ly cúi đầu tránh đi ánh mắt của lê hành có mấy chục võ giả ngồi trong đại điện có thể vào đây thì cơ bản có chút thực lực hoặc là bối cảnh nơi này tiêu phí không thấp một đám võ giả nhìn lê hành lại ngó lục ly không biết lê hành muốn làm cái gì vị công tử bên cạnh vũ dương khá lạ mặt lê hành sải bước đến trước bàn của vũ dương và lục ly bưng một ly rượu tự uống một hớp rồi mới nói dương ca sao uống rượu mà không mang theo ta vị bằng hữu mới này của ngươi trông lạ mặt không giới thiệu cho ta quen sao vũ dương nhìn qua lục ly thấy hắn cúi đầu không nói chuyện bèn cười nói hành thiếu gia bằng hữu này của ta tính cách hơi lạnh lùng nên thôi không giới thiệu hành thiếu gia muốn uống rượu thì có khó gì cứ vô tư uống tính tiền phần ta. Tính cách lạnh lùng. Lê Hành hừ mũi nói. Vị này giấu đầu lòi đuôi, không lẽ là gian tế. Ta cho rằng nên phân biệt rõ. Lê Hành dứt lời, trong đại điện thoáng chốc yên lặng, tiếng đàn nhạc ngừng bạch. Lê Hành rõ rành rành tới gây sự, quan trọng là đối tượng bị hắn kiếm chuyện cũng là một đại nhân vật, đệ nhất công tử Vũ Gia. Nếu hai bên đánh nhau thì có trò vui lớn, võ giả khác đều không dám xem, rất dễ dàng bị liên lụy vũ dương xìu mặt xuống hành động này chẳng những không cho lục ly mặt mũi còn vả mặt vũ dương trước mắt bao người nói khách nhân hắn mang đến là gian tế vậy chứng minh chính hắn cũng có vấn đề vũ dương đang định đứng lên lục ly ngồi bên cạnh vương tay kéo hắn lại tay lục ly lóe sáng một tấm lệnh bài xuất hiện ở trên tay hắn tùy tiện ném lên bàn thứ này có thể chứng minh ta không phải gian tế sao vèo 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 vô số ánh mắt quét qua khi nhìn thấy lệnh bài đều hoàn toàn thay đổi sắc mặt một đám võ giả lập tức quỳ một gối xuống trầm giọng quát tham kiến lục tuần tra sử trên lệnh bài kia có khắc hai chữ tuần tra tử thần chỉ có một tuần tra sử đó là lục ly tuần tra sử ở trong tử thần có địa vị quyền lợi sánh bằng chấp pháp trưởng lão dù là vương bài tử thần gặp lục ly đều phải quỳ xuống vái chào ồ lê hành hơi nhướng mày nói thì ra là lục tuần tra sử tuần tra sử chớ trách, ngươi không hiển lộ hình dáng, ta không thể nhận ra ngươi, còn cho rằng là gian tế, chớ trách chớ trách. Không trách, không trách. Trên mặt lục ly lóe tia sáng, biến về bộ dạng vốn có, hắn nâng lên lệnh bài, lạnh băng nhìn Lê Hành, hỏi. Thấy tuần tra sử mà các ngươi không biết quỳ xuống vái chào sao? Các ngươi đều quên quy củ của tử thần. Quy củ của tử thần là tử thần cấp thấp thấy tử thần cấp cao phải quỳ một gối xuống vái chào tử thần cấp cao đều là dùng nắm đấm vương lên, đại biểu sức chiến đấu cường đại. Võ đạo vốn đã là cường giả làm vua, võ giả cấp thấp trông thấy võ giả cấp cao phải quỳ xuống là sự tôn kính với võ đạo. Trên vương bài tử thần là chấp pháp trưởng lão, có thể trở thành chấp pháp trưởng lão thì sức chiến đấu đều là cực kỳ khủng bố. Chấp pháp trưởng lão ban đầu đều là người nổi bật trong vương bài tử thần, cũng là từ núi thay biển máu giết ra cho nên tử thần đặt ra quy củ là trông thấy chấp pháp trưởng lão nhất định phải quỳ một gối xuống vái chào tuần tra sử và chấp pháp trưởng lão cùng cấp bậc vậy nên khi gặp tuần tra sử cũng phải quỳ xuống vái chào đương nhiên quy củ là chết chỉ cần lục ly không truy cứu võ giả khác có thể quỳ xuống hoặc không quỳ giống như vũ dương lục ly thường xuyên gặp mặt hắn chẳng lẽ vũ dương cũng cần mỗi lần đều quỳ lạy hắn sao vốn trong thành có quy tắc ngầm hậu đại của đầu sỏ vương bài tử thần ưu tú thấy chấp pháp trưởng lão đều không cần quỳ xuống vái chào tối đa không người vái là được nhưng giờ phút này lục ly truy cứu thì dựa theo quy tắc tử thần lê hành thấy lục ly nhất định phải vái chào còn nhất định phải quỳ một gối xuống lục ly dứt lời bầu không khí toàn trường trở nên càng thêm nghiêm túc áp lực những công tử võ giả khác ước gì bay ra ngoài vở kịch này không nên xem nhìn lâu hơn có lẽ sẽ xảy ra chuyện lê hành là ai đó là bảo bối của nhà đầu sỏ lớn nhất là yêu nghiệt quét ngang thế hệ trẻ mặt thiên thiên là tiểu ma nữ thì vị này tuyệt đối là tiểu ma vương thế hệ trẻ trong tử thần không ai dám chọc vào lê hành các nguyên lão đều nhường nhịn hắn hắn là tiểu bá vương của tử thần vậy mà lục ly bắt lê hành quỳ xuống lục ly đúng là tuần tra sử nhưng lục ly là người từ ngoài đến hơn nữa trở thành tuần tra sử chưa được bao lâu căn cơ trong tử thần rất cạn nếu gây chuyện không gây lớn chuyện thì không sao, nếu ồn ào lên thì tất cả đầu sỏ rất có thể đều sẽ đứng về phía Lê Hành, đến lúc đó cục diện có lẽ không thể cứu vãn. Ha ha. Lê Hành không giận ngược lại cười, hắn nhìn Lục Ly suốt 10 giây mới hỏi. Ngươi có chắc không, Lục Tuần tra sử của ta? Ngươi có chắc muốn ta quỳ hướng ngài? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.